Thôi về chỗ, về chỗ, về chỗ, về chỗ lại. Ê, sao mình tứ tán hết trơn vậy? Ông Hoàng hạnh phúc và chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ hai xin chào mừng quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Thiên đường ẩm thực của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bột thực phẩm Tài Ký, nhà hàng Tài Ký Food. Và ngày hôm nay chúng ta chào đón hai đội chơi vô cùng tinh xắn và dễ thương, và để xem có độ khùng đến mức nào. À, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. À, chương trình ẩm thực của chúng ta là chương trình nói về ăn uống, không chào mời những người quá ký. Nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Thôi bây giờ nhường cho Hải Yến giới thiệu trước về đội của mình đi. Rồi, à, Hải Yến xin giới thiệu. À, bây giờ đội của Hải Yến đến với chương trình ngày hôm nay có tên là Muôn Mặt. Bởi vì lý do là các thành viên trong đội chả có ai nhẹ cân cả. Có bên này là Phương Anh. À, có bên này là Adam Hoàng Anh. Đội tên là gì? Muôn Mặt. Muôn Mặt. Muôn trong chữ đen đi anh. À, muôn á. À, đội mặt đen. Nói vậy cho nó dễ hiểu đi. Thôi, muôn mặt đi, mặt đen xấu à. Giống như con mèo muôn gì. Dạ, đúng rồi đó. Không phải con mèo đâu. Không, con mèo, cũng mèo. Mèo nào trên thế giới vậy? Anh đừng nói em lên cào ấy nha. Con mèo trên thế giới mà to nhất là nó chỉ bằng cái bắp chuối của em thôi. Lần nào gặp anh cũng bị gì hết trơn á. À, bây giờ xin mời Khali giới thiệu. Xin chào, hôm nay Khali sẽ cùng chơi với Bạch Công Khanh và Thanh Duy. Bên kia là Muôn Mặt đúng không? Dạ. Bên đây, bên kia Muôn thì bên đây phải trắng chứ. Bên đây là trắng nõn nè. À, đội trắng nè, đúng thiệt, bên đây trắng hơn nhiều. Bên đây được cái là trắng nè, trẻ nè, đẹp nè. Tự nhiên khen nhiều quá không biết có ý đồ gì không trời. Bây giờ là ông Hoàng Hạnh Phúc mê Bạch Công Khanh rồi. Không phải. Cái này mình nói chính xác nè. Ông trời ông luôn công bằng. Khi mà bắt Phương Anh phải mập như thế là cho lại Phương Anh cái giọng hát quá hay. Bây giờ hỏi Phương Anh nè, đã có bạn trai chưa? Dạ chưa. Đó, ông trời luôn công bằng. Ông cho bằng giọng hát hay bắt buộc bạn phải sống cô đơn suốt đời. Cái gì vậy? Cái này là em phải có phần bắt ngay, tức là gì? Âm nhạc hay là bất cứ cái gì nó phải cần có thời gian, nó phải có trải nghiệm. Em tưởng chị không ế là chị ế muốn chết vậy. Lừa mãi. Lừa mãi, trời ơi, lừa mãi mà lấy được một tấm chồng nên là giữ suốt từng đấy năm đâu có dám bỏ đâu. Đấy, bỏ tôi cái giờ đấy ai không lên đấy. Lấy ông Hoàng à. Thôi được rồi, tạm thời gác một bên. Bây giờ chúng ta đến với chủ đề vô cùng thú vị trong ngày hôm nay. Xin mời. Chủ đề của chúng ta là những món ăn dành cho thai kỳ. Wow. Cái này là bảo đảm là Hải Yến là rành nhất. Đó, chỉ có mình chị Yến là có kinh nghiệm thôi. À, Phương Anh nữa. Đó. Đang thai kỳ. À, là do mặt chứ phải là... Anh cứ tưởng là cấn thai nên nó... ký nó lên. Chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn về tốt cho những người phụ nữ thai kỳ. Đúng rồi. Thì anh nghĩ là Bạch Công Khanh nên ăn nhiều một chút. Câu này cấn cấn quá. Đâu phải. Không hiểu. Ăn nhiều để chi? Để mình hiểu rồi mình biết cái công thức, rồi mình biết cái tiêu chuẩn nào là tốt, để về mình nói lại cho người thân mình hiểu. Thường là thai kỳ là chồng mập hơn vợ. Vợ ăn hết bỏ chồng ăn luôn. Đó, đúng rồi đó. Tao mình là vậy á, tao nói vậy á. Đó, cho nên vừa Kylie phải tập học đi là vừa. Nói gì thì nói, chưa chắc cái khoảng thời gian mà Hải Yến mang thai đang đúng, đúng không? Đúng. Bởi vì kiến thức là vô tận. Và bây giờ chúng ta hãy nạp thêm một ít kiến thức về thức ăn dành cho thai kỳ với sự hướng dẫn của bác sĩ dinh dưỡng Lan Hương. Xin mời. À, chào chị. Chị khỏe không? Dạ, mời chị ngồi. Dạ. Dạ, xin chị chia sẻ một số cái kinh nghiệm về ăn uống trong cái thai kỳ ấy chị. Chu trình mà phát triển của thai ở trong bụng thì thường á người ta sẽ chia ra làm ba cái chu kỳ. Chu kỳ đầu, chu kỳ giữa, chu kỳ cuối. Nhưng mà thông thường á thì đứng về mặt mà mình sợ nhất những cái vấn đề dị tật á thì tụi mình thường chia ra làm hai cái giai đoạn. Thì giai đoạn đầu là 8 tuần đầu và cái phần còn lại là từ tuần thứ 9 cho tới tuần thứ 38 á, từ 40 tuần là mình mới sanh á. Cái giai đoạn đầu, 8 tuần đầu thì rất là quan trọng. Và nó hình thành tất cả các cơ quan ở trong cơ thể, gần như là toàn bộ. Và nếu như có vấn đề gì mà xảy ra trong giai đoạn đó là để lại hậu quả từ nhẹ cho tới nghiêm trọng. Chính vì vậy là trong cái thời gian đó mình phải kỹ càng về tất cả mọi thứ, chứ không phải chỉ riêng về ăn uống hả chị hả?
nhưng mà ăn uống rất là quan trọng. Thì người ta hay nói là quý hồ tinh bất quý hồ đa, tức là không phải là mình nạp thật là nhiều trong giai đoạn đầu đó, mình phải ăn đúng, ăn đủ, chứ không phải là mình cần phải tăng cân quan trọng trong cái giai đoạn đầu đâu. Không phải là tăng cân nhiều là tốt. Dạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều những chia sẻ. Chị là đã có gia đình chưa, xin lỗi chị? Dạ, em không biết có gia đình chưa, nhưng mà có hai bé rồi. Dạ, dạ. Bác sĩ có hai em bé rồi mà nhìn giống như gái 18 ha. Em để ý, em không biết là ông Hoàng ông làm cái gì mà sao chị bác sĩ chỉ có một cái gì đó chị nhìn luôn á. Là đó, sợ rất là dè mà em để ý cái ánh mắt, từ từ để em miêu tả ánh mắt nha. Bây giờ xin mời những thử thách người đau. Và đây sẽ là câu hỏi, các bạn sẽ chọn đáp án, mỗi người chọn một đáp án. Sau đó bác sĩ sẽ là người đưa ra đáp án nào là đáp án đúng. Nếu thành viên nào trong đội đó có đáp án đúng sẽ là người được bước vào đại tiệc. Để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh, phụ nữ nên bổ sung bằng thuốc dưỡng chất nào sau đây trước khi bước vào thai kỳ? A. Vitamin A giúp các tế bào thai nhi sinh sản, tăng trưởng và biệt hóa. B. Acid folic giúp giảm thiểu nguy cơ khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. C. Canxi dưỡng chất quan trọng trong việc tạo xương ở thai nhi. D. Sắt chất dinh dưỡng quan trọng cho quá trình tạo máu. E. Vitamin D có tác dụng trong việc hấp thu và sử dụng canxi. F. Iốt nguyên liệu tổng hợp nội tiết tố tuyến giáp. Bây giờ được Liên lên chọn hả? Chọn đi, mỗi người chọn một cái. Ủa tại sao ta được chọn có một cái vậy? Ủa sao bên kia chọn tới hai cái vậy? Hai vợ chồng ta mỗi người cái. Rồi mời các bạn để cái đáp án các bạn lên bàn. Sau đây sẽ là đọc câu hỏi một lần nữa. Để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh, phụ nữ nên bổ sung bằng thuốc dưỡng chất nào sau đây trước khi bước vào thai kỳ? Xin mời bác sĩ. Phương Anh chọn iốt. Iốt là một cái chất rất là quan trọng, mặc dù là nhu cầu không có nhiều lắm, nhưng mà iốt hiểu đó, nhu cầu không có nhiều lắm là hiểu rồi. Rất là quan trọng, iốt nó sẽ giúp cho mọi cái tế bào hoạt động và giúp trong cái việc biệt hóa tế bào thần kinh. Cho nên một người mẹ mà nếu thiếu iốt á thì bé có thể là sẽ bị chậm phát triển, có thể là bị thai lưu và cũng có thể là sanh non. Vì vậy mà bổ sung iốt trong thai kỳ rất là cần thiết. Dạ. Hương bước qua tới cái phần của chất sắt. Khi mà bạn có thai thì chắc chắn là bác sĩ sẽ kêu bạn là phải uống sắt, đúng không? Và uống cho tới lúc khi nào mà bạn sau sanh một tháng. Sắt rất là cần thiết, tại vì là đa số phụ nữ là có kỳ hàng tháng á, cho nên là sẽ bị mất chất sắt. Và những cái khuyến cáo hiện nay là chúng ta nên sử dụng chất sắt 16 tuần trong một năm để mà bổ sung chất sắt cho các phụ nữ trong độ tuổi mang thai. Ủa chị, ví dụ như tụi em đàn ông thì có cần uống sắt không? Dạ có không ạ. Nhưng mà là nhu cầu nó sẽ không có nghiêm ngặt bằng phụ nữ. Bạn chọn vitamin A. Vitamin A rất là cần. Bởi vì á, là trong 8 tuần đầu, tức là giống như mình xây một cái công ty vậy đó, thì mình sẽ phải phân ra phòng này phòng kia. Thì cái vitamin A nó sẽ cần cho cái việc là quy định cái khu này sẽ là khu mắt, khu mụn,